cái ngày mà chị Hằng chỉ bị tạm giữ á, thì cái tâm trạng của thầy nó có bồi hồi sốt xa gì không thầy? Thầy nói rồi, ta nói thầy là một người tu. Nếu mà đệ tử chân chánh thì lại sẽ gặp được những phước huệ song tu và tạo những cái ác khẩu, và có cái nghiệp đã đến thì phải lãnh nhân quả rồi báo ứng hiện đời. Thì nếu mà hằng lập mà thực hiện sẽ được quả ngọt, quả ngon, quả thơm. Còn nếu mà cái khẩu nghiệp hay cái ác nghiệp hay là ác ý, ác tâm hay làm những chuyện sai trái thì sẽ bị nghiệp nó quật và nhân quả phải trả, nghiệp sẽ đến sẽ lãnh. Thì kêu là luật nhân quả đã đến thì phải gánh chịu. Thì giờ hằng có bị bắt hay vô tù thì chuyện đó là đã biết trước rồi mà còn lo lắng mà suy nghĩ gì nữa. Ủa thầy, là chỉ là chỉ vô tù đó là và thầy cũng không báo trước rồi. Dạ, là cái nghiệp của chị rồi thầy. Nghiệp đã đến là thầy không báo trước hết rồi. Có bao giờ ngày giờ từng ly từng tí đến nỗi mà trong nước thầy đã quảng cáo báo rồi, rồi khi Hà Nội thầy đã cản đi Hà Nội rồi, rồi thầy nói chuẩn bị mua vé bay đi nước ngoài rồi nhập quốc tịch thầy còn cản, thầy còn nói đi làm chi, nhưng mà cũng đi bình thường. Rồi khi mà gặp thầy nói chuẩn bị vô tàu rồi nó cũng không tin. Rồi nói không, rồi thầy nói có cần luật sư đấy, con có tiền mà lo gì, không cần luật sư luôn. Thầy hỏi nhiều lần không tin, coi những quy giáo cũ đi rồi sẽ đi. Thầy thấy chị Hằng như vậy thì chị có đăng cách không thầy? Gì? Đăng cách vì không nghe lời thầy không? Thì cái đó là đã nói rồi, là cái nói này cái gì người ta biết ta báo cho mình mà mình không biết chuẩn bị tư thế mà mình không né. Kế tiếp nữa là đồng tiền mình sử dụng không đúng chỗ, không đúng nơi, không đúng lúc. Ví dụ đâu có đồng tiền để cứu mạng người, và đồng tiền có thể giải nghiệp. Thầy nói giờ ủng hộ, giờ hứa thầy 300 tỷ hay 1000 tỷ thì cho đại cho rồi đi, rồi cái nghiệp nó sẽ vượt qua đây nè. Ta nói giờ trước khi họ gặp nạn ta còn đem tiền, đem tài sản xây chùa, xây đình, xây miếu, rồi làm phước để cho giải nghiệp. Mà tại sao giờ hằng có tiền có của mà để tiêu tan khóa tài sản, rồi không tin đạo Phật, không tin làm phước, làm từ thiện được, nói quỷ hằng hữu rồi từ thiện cho xã hội được, mà giờ từ thiện cho chùa chiền, cho một thầy chùa mà lại không làm được. Rồi thầy cũng biết, thầy cũng thầy báo trước luôn mà không tin, không cần thầy luôn, mà nói còn nói câu đơn giản, con có tiền mà lo cái gì. Nói câu đó thầy nhớ hoài, thầy ơi yên tâm, con có tiền không nhờ thầy gì hết thầy. Đúng không Giang Viễn? Trong cái thời gian trước thì thầy có mong ngóng chị Hằng đến với thầy không? Gì? Trong thời gian trước thì thầy có mong ngóng chị Hằng đến với thầy không? Mong ngóng chị Hằng đến để cúng dường cho thầy gì không? Đó, đó thầy nói cứ hỏi tụi con đến hoài. Nói nếu chị Hằng tới thầy có tiếp không? Thầy nói 24/4. Mà thầy chờ riết cả năm có thấy đến cúng dường đâu. Dạ. Trời ơi đến cúng dường mừng thấy mồm mà không cả. Thầy mà cứ dạy hoài thầy có buồn không thầy? Thầy có thất vọng không? Thất vọng hàng trang trề. Thất vọng có một đệ tử làm mất niềm tin, làm mất hy vọng, là mất đi những gì cái phước tạo phước mà thấy mất lòng tin. Giờ chỉ vào tù như vậy thì có tính buổi nào thầy đi thăm nuôi gì không thầy? Không, hồi còn sống không tới, rồi giờ gặp nạn rồi sau cứu, và thầy cũng đâu có quyền. Tù tội chỉ có người thân gia đình một người đi thăm thôi, không được người nhiều. Thì đâu người dân được vô thăm rồi người thân đâu được. Người thân nhất là vợ chồng, anh em hay cha mẹ và con cái. Mà hở người này vô thăm rồi thì người kia không đi. Chứ đâu có tình trạng mà bất cứ tôn giáo nào đi thăm chạy tù. Rồi tất cả các bạn bè hay những người yêu mến mình mà đến thăm được, không được phép vô thăm và không được đến cũng ai tiếp. Thì làm sao thầy gặp được? Thầy có nhớ rõ cái hình dáng của chị Hằng không? Và thầy ghi nhận cái nhan sắc cũng như là cái tướng mạo chị Hằng đó thì người như thế nào thầy? Công bấm lên Google nó quá trời hình ảnh, hiện đâu nó như vậy rồi làm sao
thì giờ khi hồi trước thì xinh đẹp, giờ vô tù tội rồi là nó phải xấu đi, nhan sắc bị tồi tị, nhan sắc bị hư, bị mất hết những gì nhung nhan mà mình đã có. Ở vô tù tội mà hồ sung sướng mà sắc đẹp được vẹn toàn, vô nó tóm gọn mọi cái đều thay đổi, khuôn mặt đồ cũng thay đổi, thân thể rồi cũng phải, lúc hồi xưa mập giờ ốm sao, rồi hồi xưa thì mặt vuông tròn giờ nó hóp rồi, nó móm rồi, nó xấu sao, vô rồi đó. Rồi vô không tắm rửa nó đen đuối, nó húi rùm sao, vô đó thì hồi đó. Xưa thì xịt dầu thơm, giờ dầu thơm đâu xịt, không biết tắm, không biết có nước để tắm không, rồi ngủ văn mùng mà nè, mũi nó cắn còn không biết có ghẻ ngứa, rồi không biết có nó lở lét thân thể không, vô ai cho tắm, rồi ở tù ngủ dưới đất chứ ngủ trên giường hả, rồi mũi có mùng có chiếu nè, trời ơi mày ở tù làm như mày ở nhà trọ khách sạn nè, rồi vô đó chắc có hút xịt mũi rồi có máy lạnh hay quạt máy cho quạt, không biết bóng đèn họ bật không nữa, tới hù tối như là nằm trong bóng tối, sợ sệt, nhất là sợ ma nha, trời ơi hằng mà trong đó mà nhát sợ ma, tối tắt đèn cái ma nó hiện tới le lử ra nè, thằng le em đã té đái luôn mà. Thì thầy nói ví dụ nha, ví dụ sợ ma đi. Thầy sợ ma không thầy? Thầy ơi, người tu là độ cho ma và bắt ma, và có thể là độ cho ma và giải thoát cho ma và độ cho vong linh. Ở chùa là ma nhiều nhất. Chùa hậu chùa nào cũng ngạo quỷ súc sanh ma vương xung quanh chùa đầy nhóc. Còn trừ khi chùa tu trong Phật là hộ pháp là cản những hồn ma, hồn phách không dám vô tam bảo vô Phật thôi, chứ mà ma xung quanh chùa nào cũng bao la, ngạo quỷ súc sanh gì có hết. Thầy nghĩ gì hằng vô đó chỉ có sợ không thầy? Sợ hằng thầy nghĩ nó sợ ma, vô nó khèo nó khát điên luôn, suy nghĩ nhiều nữa, trí tuệ bị giảm, sa sút khổ lắm. Thầy nghĩ sau cái chuyến đi này thì chỉ về chỉ có giác ngộ đó không thầy? Cái tâm của mình, cái thân của mình có giữ được hay không? Thầy nói hằng không giữ được. Thân thể bất an, tâm thì tán loạn, trí nhớ thì không còn minh mẫn. Long thể bất an à? Người thì tầy tuệ, thân thể thì nó tóm gọn mọi cái đều, nó tóm gọn bị xúc hết, bị mọi cái hoàn cảnh nó làm cho chao đảo, tư tưởng bị không còn, tư tưởng nó không còn mạnh mẽ, không còn sức lực để chịu đựng cái sự tu tội. Chị Hằng mà đó chị nghe lời thầy bây giờ là hay rồi thầy ha? Lúc đó là thành công rồi. Ta nói biết dừng đúng lúc, dừng đúng chỗ. Biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm là. Chị Hằng vậy đi hơi quá lắm nè. Đúng rồi. Có giới hạn. Thì do là thứ nhất là người ta nói đừng chống đối. Thầy nói thứ nhất không chống đối với mấy ông lớn, thứ hai không chống đối nhà nước, thứ ba nữa là không nói xấu những lãnh đạo các cấp. Rồi kế tiếp mình làm gì phải xin phép hết, hoạt động cái gì trong tổ chức từ thiện xã hội rồi làm ăn kinh doanh buôn bán đều phải sự quản lý của nhà nước hết. Không có ra ngoài khuôn khổ của pháp luật được. Con hoạt động cái gì, tổ chức cái gì, kinh doanh buôn bán cái gì đều phải trả giấy phép hết, đều phải báo cáo này. Người mua cũng phải trả thuế, mà người bán cũng phải trả thuế. Ta nói là kinh doanh buôn bán đều phải đóng thuế. Thuế đứng, thuế ngồi, thuế nằm, thuế kinh doanh, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế buôn bán, thuế lao động. Bất cứ cái gì trong cuộc sống này hình như
mình đều phải khế, nhà cửa cũng khế, mà đất đai cũng khế, đất của mình cũng phải đóng khế, chứ không phải đất của người ta mướn mà đóng khế là chuyện nhỏ, đất của mình cũng khế, cũng phải đóng khế, mà nhà của mình buôn bán cũng phải đóng khế, nhà công ty thành lập công ty rồi cũng phải đóng khế, khế mùng bài, khế gia tăng, rồi phải khế lao động, khế bảo hiểm, khế hoạt động mỗi ngày, rồi khế gia khế gì khấu hao khấu trừ, rồi khế khế tất cả những gì sản phẩm mình đang dùng, khi mình mua một gì nhập cái gì đều phải khế hết. Dù là khế chưa sản xuất nhưng mình nhập dữ liệu về mới sản xuất là cái đầu đó là đóng khế rồi, nhập khẩu xuất khẩu rồi xuất kho vào kho đều phải khế hết. Trong cuộc sống này giờ con bận bộ đồ con mua cũng phải đóng khế rồi nè, rồi con đi bước ra đường đóng khế nè, con mua một lít xăng con đổ cũng đóng khế rồi nè. Thì có câu là mình làm cái gì mình làm, nhưng mà mình làm cái gì là mình làm những gì là pháp luật không cấm, nhưng mà phải tuân theo pháp luật như là quy định của nhà nước, đúng không thầy? Đúng rồi. Thì thầy mấy bữa nay thầy có nằm mơ là nghĩ gì về Di Hằng không? Không, trời ơi, tu lên nằm mơ nghĩ gì Hằng, mày làm như là đàn ông ham dục ham gái, mày nghĩ sao đệ tử Phật tử mày suy nghĩ nằm mơ mộng mơ, nằm mơ mày cầu mày ngồi thiền tụng kinh để không tưởng không nhớ không nghi ngờ và không kham không si hăng si, để ngồi đó tu tập ngồi nhớ tưởng tới ai cha mẹ dòng họ bà con anh em Phật tử đệ tử làm gì bậy con. Không, tu là không nhớ không tưởng cái gì chuyện của thế gian của xã hội. Thầy không thương chị Hằng chút nào hả thầy? Không, ý của con sao thương, ý của con là nhiều lúc là thầy trời thầy ơi, nằm là thầy nghĩ thì nó cũng Hằng nó giờ nó bị tạm giam như vậy, làm sao mà nó ra để nó đi cúng dường trời ơi luật đây. Sư và người thầy cao cả, giống như giờ con có 100 đệ tử, khi nó hư thì phải bỏ thì sao thương tiếc, còn đứa quan quản mình mới thương tiếc mình thương, đứa đó nói tóm gọn giờ đứa hiền đứa quan cũng bỏ, mà đứa tài giỏi cũng bỏ, mà đứa dốt nát cũng bỏ, mà đứa bị quan ức cũng bỏ, mà đứa hư hỏng cũng bỏ hết. Đã buông là buông những gì, buông vọng tưởng, buông gì, tìm con đường giải thoát và giác ngộ, tìm cái lý và cái chân và cái tâm để mà tu. Nên ta nói kiến tánh là Phật, còn mấy là gì nè ta hỏi là gió động hay phướng động, là ta nói là không động bất cứ cái gì và không chấp vào gì, không tư tưởng nè, ngồi thiền là gì, không mơ không tưởng không thấy cái cảnh gì và không nghĩ tới cái gì, gọi là đã nhập được niết bàn và đã thành chánh quả thành Phật. Đã tu là gì? Không nhận không giận không hờn nguy căn không thương không nhớ không suy nghĩ bất cứ một người hình ảnh một người gì mới gọi là tu. Tu là gì? Đã bỏ hết những chuyện thế gian. Còn Hằng là chuyện thế gian, còn này con thầy ứng xử con hỏi thầy trả lời. Còn cái vấn đề mà người đời họ làm đúng sai là chuyện của họ, nhân quả hậu quả họ phải gánh. Suy nghĩ chi cho bận tâm, không suy không nghĩ không nhớ không thương không giận không hờn không khù không. Thầy có mong ngóng một ngày nào đó chị Hằng chỉ ra khỏi tù chị đến với thầy cúng dường không? Không. Mong gì, ai cúng thì có giường có phước, ai tu thì được hưởng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, còn giờ trong mong gì trời ơi, giống như yêu mà hòn giọng phu hả. Rồi tu trong mong ai, không để trong mong Phật tử đến cúng dường tối ngày cứ tụng kinh Nam mô tiện vô tiện vô tiện vô tiện vô tình vô tiện vô tiện vô tình điên tiện nói dạng vô dạng vô tiện vô tiện vô tiện dạng dạng tiện tiện dạng dạng tiện tiện dạng 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 tiện vô vô chùa vô chùa vô chùa cho thầy tiện vô tiện vô thầy. Vậy có những lúc khó khăn thầy có khi nào thầy tụng như vậy không thầy? Không, tôi nói dù khó khăn đã tu rồi mà nói tóm gọn mình trước biết tu là phải giải nghiệp, tu là phải khổ rồi
Nhưng mà mình nói tóm gọn cuộc sống này cần gì? Cuộc sống của người tu muốn nuôi cơm ngày ba cử, đúng không? Kế tiếp nữa là cuộc sống của mình an lạc là đủ rồi. Còn chùa thầy đâu có thiếu gạo, thiếu cơm gì đâu, là đã no đủ. Còn vấn đề là thầy thiếu gì? Tiền tỷ để xây chùa, để làm cho kiến trúc chùa cho đẹp, cho sinh động, và cho có cái chỗ ăn, chỗ nghỉ cho Phật tử, và ước mơ có tiền để nuôi đệ tử. Còn giống như thầy muốn nuôi đệ tử, thầy phải có tiền. Nuôi đệ tử phải gì? Lo ăn, lo ngủ, lo mền, chiếu gói, lo xe đi học, đóng tiền trường, rồi lo bệnh đau phải có tiền. Nuôi giống như nhà con có hai người, ví dụ cha mẹ có hai đứa con là lo còn không nổi. Còn giờ chùa nuôi 10 đứa con, 50 đứa con, 100 đứa con, có nhiều chùa cả ngàn người đệ tử. Thì không lẽ giờ nuôi đệ tử cho đệ tử dốt hết sao? Cũng phải đứa nào đi học phải đóng tiền trường, rồi tiền đi ra đi vô đổ xăng, gửi xe, rồi ăn ăn sáng, ăn trưa, rồi tiền uống nước, rồi tiền gửi xe, rồi tiền đổ xăng, rồi giờ nuôi cho đệ tử cho hoàn thành. Ví dụ như một cái chùa mà đệ tử mà nó lớn đi, nó học 50, 30 đứa nó học đại học hết, thì ông thầy một năm chi ra mấy chục tỷ. Nếu mà không trụ trì, không có tiền thì nuôi đệ tử làm gì? Nuôi là phải lo ăn học. Giống như mình có con này, mình đẻ con đi, ai không biết đẻ, đẻ nhiều cái đống cũng được, mà đẻ cái hồ sợ lấy gì nuôi. Nhiều người thầy nói, ủa sao đẻ có hai đứa con dừng vậy? Khổ quá thầy ơi, con có tiền nuôi nổi, đẻ mà không dám đẻ. Ủa sao kỳ, có nhiều người đẻ, đẻ hai đứa gái kiếm hẳn trai không dám đẻ, còn người đẻ hai hẳn trai kiếm đứa gái không có tiền để đẻ. Đâu phải con nói đẻ là đẻ đâu, mà đẻ nuôi nổi không?